Mớp chào cả nhà mình nha. Đây là cái con thủy quái mà nó mới đuổi bắt được mớp nè. Rồi không biết đứa nào bắt đứa nào mà giờ nó nằm nó phơi trên cái lá sen gì nè cả nhà mình. Hồi nhỏ mình sợ nhất là cái con này luôn đó nha. Mà bây giờ thì cũng bớt sợ rồi. Chỗ mình hồi xưa hồi nhỏ mình nó rất là nhiều luôn. Mà cái lúc đó là có cái đợt hút hút trừ sâu á, gọi là hút pho đăng á, nó độc lắm. Thì mình xịt xuống á là tất cả những cái con ở dưới nước á đều chết hết luôn, kể cả đĩa nha. Cái khoảng thời gian đó là đĩa hầu như là bị tuyệt chủng á. Rồi nhưng mà độc hại quá, cái nhà nước mình cấm không có cho sử dụng nữa. Cho nên là chỗ mình bây giờ là đĩa nó cũng ít lắm rồi. Lâu lắm mới thấy được con. Mà mớp mà thấy là mới phải dụ mới bắt cho bằng được nó. Rồi chế xà bông hoặc là trụng nước sôi nó cho nó chết, chứ không có để nó sống mà sinh sản lan tràn vậy ha. Nó bám rất là chắc luôn á. Nó bám vô cái đầu nhọn nhọn phía trên nè là nó hút máu mình đó cả nhà. Có con thì nó hút không nghe đau luôn đó nha. Chừng no rồi mình mới phát hiện ra nó. Ở dưới nước nó nhớt lắm, bắt không được luôn. Đĩa này cũng chưa gọi là đĩa trâu đâu. Đĩa trâu nó to hơn ngón tay cái mình luôn á. Nên lứa lứa thôi. Còn con đĩa nhỏ nhỏ thì mình gọi nó là con đĩa mén. Trời ơi, mấy cái con này là nỗi ám ảnh của nhiều người luôn á cả nhà mình. Lúc nãy là mớp đen ở dưới nước là nó phăng phăng, nó dí theo mớp. Mà không ngờ là mớp đen chờ nó. Rồi hai đứa bắt nhau. Con này nó lứa lứa thôi, nó còn nhỏ, nó không có bự mấy. Bây giờ mình trụng nước sôi nữa ha. Đây nè, mình chế một cái nước sôi vô cái bịch đó. Bỏ nó vô bịch, chế nước sôi vô là nó chết luôn à. Vậy cho chắc ăn, với mấy con này mà để sinh sản rất là nguy hiểm.